Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện được kể từ một vị khách mời của Việt Nam Ngày Mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp một vị khách, đó là một người nước ngoài, nhưng đã dành rất nhiều tình cảm, thời gian và tâm huyết cho hoạt động huấn luyện sơ cấp cứu tại Việt Nam. Đó là ông Tony Coffey, thành viên của tổ chức cứu hộ lớn nhất nước Úc là Surf Life Saving Australia. Điều đặc biệt là gần 10 năm qua, ông là người đồng sáng lập tổ chức doanh nghiệp xã hội Survival Skill Việt Nam, mở rất nhiều những khóa học về các kỹ năng sơ cấp cứu tại Việt Nam dành cho người Việt Nam. Trong một lần may mắn sơ cứu thành công cho con gái 2 tuổi của mình đang bất tỉnh, ông Tony Coffey đã quyết định theo đuổi lĩnh vực sơ cấp cứu chuyên nghiệp trong suốt 30 năm. Ông đến Việt Nam lần đầu vào năm 2014. Từ đó đến nay, những chuyến bay từ Úc sang Việt Nam của ông cứ ngày một nhiều lên, cùng với những khóa học nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu cho người Việt, như kỹ năng hồi sức tim phổi cho người bị đuối nước, ngạt khí, kỹ năng thoát hiểm hỏa hoạn, cách xử lý tai nạn thường gặp trong gia đình. Mới đây nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông đã có khóa tập huấn phòng chống đuối nước dành cho các học sinh phổ thông. Những kỹ năng được ông tận tình hướng dẫn đã thu hút được sự học hỏi của các học viên. Nó rất là hữu ích cho những tình huống mà nguy hiểm, giống như là ví dụ đi biển hay đi đâu đó thì nếu như có vấn đề xảy ra thì em cũng có thể xử lý được. Trước giờ em cũng từng được nghe qua thôi chứ em cũng chưa thật sự được gọi là trực tiếp thực hành trên mấy con người giả. Như em thấy là một tiếng đồng hồ của em bỏ ra cũng khá là xứng đáng. Thông qua hoạt động ngày hôm nay thì em đã học được thêm rất nhiều kiến thức mới về vấn đề sơ cấp cứu, cũng như là phát hiện ra các bạn bị đuối nước và cách để giải quyết vấn đề. Thì em mong rằng là thông qua những gì mà em học được trong ngày hôm nay thì em sẽ áp dụng được vào thực tế và giúp cũng như là phòng tránh khỏi việc bị đuối nước ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Việt Nam Ngày Mới. Hôm nay Mai Khanh rất là vinh dự khi mà có cơ hội nói chuyện với bác Tony Coffey, là một chuyên gia trong lĩnh vực sơ cấp cứu đến từ Úc. Why do you choose Vietnam as your... Tại sao ông lại chọn Việt Nam là nơi để tổ chức các lớp học ạ? Cơ duyên khiến tôi gắn bó ở Việt Nam xuất phát từ một kỳ nghỉ vào năm 2014, là một thành viên của tổ chức cứu hộ lớn nhất nước Úc, Surf Life Saving Australia. Tôi nghe nói tổ chức của mình đang cố gắng mở các khóa tập huấn ở Việt Nam nhằm giảm tỷ lệ người đuối nước ở đây. Và khi tôi ở đó, họ đã nhờ tôi thực hiện một khóa học về các kỹ năng sơ cứu, là một trong những bước cơ bản và đầu tiên nhất trong quá trình sơ cấp cứu. Tuy nhiên, những người tham gia lại không thực sự biết nhiều về cách mở đường thở hoặc cầm máu cho bệnh nhân. Tôi nghĩ chúng ta đã coi đó là điều hiển nhiên đã biết rồi. Và tôi bắt đầu nhen nhóm ý tưởng rằng sẽ quay trở lại Việt Nam để mở một lớp học như thế này. Vậy thì lần này trở lại Việt Nam có gì đặc biệt không ạ? Tôi nhận thấy Việt Nam là đất nước có tỷ lệ chết đuối rất cao, mà điều này là không nên chút nào. Vì vậy, chủ đề lần này là giúp cho mọi người có thể nhận biết dấu hiệu của người bị đuối nước, bởi vì nó không hề giống như những gì bạn nhìn thấy trên TV. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu người bị đuối nước, cách cứu hộ và cách phục hồi sau khi đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là việc chúng ta có thể ngăn chặn việc này ngay từ đầu, bởi vì chúng tôi không hề muốn phải hướng dẫn đến bước cứu hộ. Chúng ta không ai muốn trở thành anh hùng, chúng ta sẽ chỉ ngăn chặn việc sẽ cần đến anh hùng. Ông nghĩ rằng độ tuổi nào thì sẽ thích hợp để bắt đầu học sơ cứu? Everybody can learn at different levels. It's their capability. Ai cũng có thể học được sơ cứu tùy theo trình độ. Quan trọng là khả năng thực hiện được các kỹ năng sơ cấp cứu. Lý tưởng nhất là 14 tuổi, vì khi đó các em đã có thể hiểu được những chỉ dẫn và cũng đủ sức lực để thực hiện. Trong rất nhiều trường hợp thì nạn nhân có thể ở trong tình huống nguy hiểm bởi vì chúng ta có thể bỏ qua giờ vàng trong sơ cứu. Ông có thể chia sẻ thêm về thời điểm vàng đó không? Thời điểm vàng cực kỳ quan trọng trong quá trình sơ cấp cứu. Khi có người cần cấp cứu, tôi cũng phải mất khoảng 5 đến 20 phút để di chuyển đến hiện trường, cho nên những người xung quanh phải thực hiện công tác sơ cứu trước. Điều quan trọng nhất là giữ cho bệnh nhân còn sống và
và không để cho tình trạng trở nên tệ hơn. Ông có thể chia sẻ thêm về những lỗi sai thường gặp trong công tác sơ cứu không? Một lỗi phổ biến khác đó là việc cầm máu. Trong tình huống mà bệnh nhân đang chảy máu, chúng ta phải cầm máu trước rồi mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Tiếp theo, luôn chú ý tới đường thở của bệnh nhân. Nếu thấy bệnh nhân đang trong tư thế nằm thẳng trên mặt đất hoặc đầu bị cụp xuống, họ có thể bị tắc đường thở. Vậy nên hãy ngẩng cằm của bệnh nhân lên để đảm bảo đường thở được lưu thông. Trong quá trình dạy học ở Việt Nam thì kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với ông? Có một lần tôi cho học viên hóa trang với máu giả, dùng các bộ phận cơ thể giả, và lớp học hôm đó đã diễn ra rất vui. Chúng tôi thoải mái nói về việc chảy máu hay bị cắt đứt ngón tay mà không làm cho các bạn học viên sợ. Cách dạy này rất hữu ích so với việc dạy toàn lý thuyết. Học viên được thấy tận mắt nên sẽ có những phản ứng rất chân thật và biết được trên thực tế sẽ diễn ra như thế nào. And that's the reaction that they will probably get in a real situation. Vậy thì cuối cùng ông có điều gì nhắn gửi đến quý khán giả đang xem đài không? Please people, learn first aid. Get your children to learn first aid. You can learn through. Quý vị khán giả hãy học sơ cứu và hãy cho con em của mình cùng học sơ cứu. Các bạn có thể học ở bất cứ đâu, nhưng quan trọng là phải học đúng quy trình. Không chỉ để cứu sống bản thân, việc học sơ cứu còn có thể giúp người bị nạn đỡ đau đớn và hỗ trợ rất nhiều trong quá trình chữa trị. Trong những tình huống nghiêm trọng, việc sơ cứu có thể ngăn tình trạng nạn nhân trở nên trầm trọng hơn, tạo cơ hội cho bác sĩ có thể chữa trị kịp thời. It will prevent it from getting any worse, which will then allow the doctors the opportunity to fix it. Thank you. Been a pleasure. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.